À, khui thùng cà phê 700. Rồi, mời ông anh cầm điện thoại giúp em cái. Quay giúp em bưng này cho. Đào này trên trần trần trần. À, để đây, để mình bỏ cái này lên. Rồi, em qua nha, cảm ơn. Rồi, mời ông anh lấy cái dây nguồn giúp em. À, cái đó là cái giá để bài hát á. Rồi, mời ông anh bật nguồn đi. Hồi trước đằng mới giá 30 triệu ấy chứ. Sao tụt giá rồi? Do mình nhập số lượng nhiều, nhập 100 cây. Mà nhập được nhiều, nhiều đợt, mỗi năm đợt, mỗi đợt 20 cây. Cho nên là cái mình đâu giá xuống, chứ còn công ty Nhật Việt thì vẫn là 30. Mình bán là giá 23 triệu 900. Tại vì mình nhập số lượng nhiều nên là công ty họ phải để giá tốt. Cái rồi mình cái vốn của mình nó là nó phải đi nhanh đó. Đó là mình phải giảm giá. Anh style Yamaha làm style PA được không? Cũng được anh, cũng được, cũng được, nhưng mà co bây giờ dữ liệu nó cũng nhiều, xì tay cũng nhiều lắm rồi. Nó có cái này thiếu cái kia. Đúng rồi. Em có cái này là thiếu cái kia, thiếu hai điều kia thôi.